Doraemon này đó. Thì Doraemon này đang ngồi ăn bánh gì ăn kẹo mọi người nhé. Thường thường là coi thì sẽ thấy nó ăn bánh rán, nhưng mà trong cái hình này nó sẽ là dạng nó ăn kẹo, kẹo đỏ đỏ nhé. Rồi đầu tiên thì mình sẽ sử dụng màu này đi, thay vì màu đỏ thì mình sẽ tô màu này cho những cái viên kẹo nhé. Đầu tiên thì mình sẽ tô ở đây chứ, nó dạng đỏ hồng á mọi người ạ. Tô màu xong rồi, quay clip xong rồi mình lại đi quét cái phòng cái đã, quét cà lao xương xương cái phòng. Quay xong chụp video và lao lao xong rồi mới quay tiếp. Chắc ngày mốt về bển quá, mai đi chơi thì chắc mốt về bển quá. Ê, tiền xe của anh Phương chưa chuyển? Bây giờ em đi luôn cũng được. Đợt hoặc là, về ống cũng được. Hoặc là nhắn rảnh tiếng đi, nó anh ơi, nó anh ơi ấy thì tầm 2 hết hoặc 3 ngày nữa điện đi. Rồi em chuyển. Alo. Tiền xe gấp không anh? Nếu không gấp rồi vậy hôm nó qua rước em rồi xong em đưa qua bản luôn. Hay là gấp thì gửi sơn phải nghe em nha. Rồi vậy hai ba bữa tôi có gì em điện rồi qua rước em rồi vậy bản đưa luôn. Dạ dạ mà phải báo anh tiếng lượng nữa, tiền bạc có gạt chút. Dạ dạ rồi ok thôi rồi rồi chị nghe. Dạ rồi rồi ok. Thường phái gì nữa chứ. Bây giờ nào cũng có bo rồi, với lại mình nói chuyện cũng ấy nè. Ờ hôm qua trên xe anh mới kể em là bữa anh đi ông gặp fan của mình á. Ừ, anh nói ổng hỏi anh Phương, mấy đứa hỏi anh Phương là anh có biết tiếng Anh khác nhau gì vậy đó. Cái nó là anh Phương nói là anh hay chở nè. Mấy rồi đẹp quá. Tiếp theo sẽ là viên kẹo trên tay nhé. Ý là thật ra thì cái kỳ đó cũng không phải là anh cũng đi rồi thử kỳ đó là có kênh nên là làm được khoảng 7-8 bữa nó lên à. Giờ anh có giờ anh không có vô là không vô thì thấy cũng vậy thôi, quan trọng là nó gãy dễ gãy. Như là anh cũng hỏi thử kiểu anh cũng cảm giác thử mấy cái kỳ đó chơi giống như là phải chơi update liên tục này kia cái nọ nó ngon được thì nó cho anh đang chơi nhưng anh sẽ mò thêm. Mà anh không làm thì cứ làm thôi là em nói chuyện. Rồi tiếp theo sẽ là màu đỏ cho cái lỗ mũi đó. Là anh mới hỏi anh Phong xin cái cây kia xin là để chứ cho nó đỡ tự là bị trùng gì không. Cây nào? Cây mất tiền ra nữa hả? Anh chết thử rồi view cũng ngon chưa. Chứ không là em thấy là muốn làm gì vậy? Thôi anh cứ nói trước với đi mấy câu. Hỏi Phong chưa tiến mà được chứ anh thấy nó vui vui rồi ông nhảy vô làm. Ông làm lên thì mình cũng làm lên rồi giờ nói sao vậy? Cái này em biết làm đấy. Mà ra rồi cái lục lạc thì mình sẽ sử dụng màu vàng tương nhé. Rồi tiếp theo mình sẽ sử dụng tiếp tục là màu xanh nước biển mình tô nhé.
Em sẽ làm cái này. Rồi xong, mình sẽ tô tô lại cái phần cái tay cho nó đều mạo hơn một tí nhé. Tại vì mình thấy là nó hơi bị kiểu nó sao ta, nó chỗ dày chỗ khác á. Rồi, và mình sẽ tô cái ở dưới đây là một cái màu xanh nhạt thôi, xanh lá đi. Và cái chỗ ngồi á mọi người, ok rồi thì video của mình tôi Doraemon là kết thúc nha các bạn nhé.